Đây, đây là loại xương lót nè. Nó kết dính dữ lắm. Dính. Xương lót trước các bạn. Xương lót này nó có phần lớn là cái loại xương lót này nó màu trắng đục. Cũng có loại xương lót màu nữa nhưng mà màu trắng là thường standard nhất. Cái 2,5 lít là bây giờ ở ngoài tiệm nó bán, cái dao động tùy theo các hiệu buôn. Có những nơi nó bán 25 USD, có những nơi nó bán 30, 35 tùy theo cái chất lượng. Loại xương lót này tốt nè. Mình phải đánh nó trước tại vì Hiệp mua cách đây cũng cũng lâu rồi mà Hiệp chưa dùng á. Tại vì Hiệp sẽ dùng những cái cửa sổ ở trên phòng tắm trên trên lầu á, thành hôm nay có cơ hội dùng nó luôn. Đây, các bạn xem nào. Xương lót nè. Rồi, bây giờ bắt đầu ha, sơn ha các bạn ha. Hiệp đang quay bằng cái chiếc DJI Pocket 3. Hiệp bật cái chức năng nhận diện khuôn mặt á, face tracking á. Thành ra mình qua chỗ này, lúc này mình cảm thấy cái chức năng này nó tiện dụng và nó lợi hại nè. Thành ra mình khỏi phải chạy tới mình di chuyển cái camera. Nè, qua lại qua rất rất là thích luôn. Dạ. Ok, bây giờ bắt đầu mình sơn. Chưa bao giờ Hiệp sơn chiếc bàn trong nhà đó, tại hôm nay trời ngoài mưa quá. Không còn cách nào hơn. Không còn cách nào nữa. Xin lỗi các bạn. Hối hận cũng không kịp nữa. Bây giờ đã lỡ rồi. Cái bàn ta đang đẹp vậy mà bây giờ đi sơn màu đen lên. Thật ra thì tính mua màu đen nhưng mà nó không có. Hỏi cái thằng đó là nó nói nó chỉ còn có đăng trên cái trang rau vặt á, ở Na Uy nó có một cái trang nó gọi là Findus. Thì mình tìm cái Runbu, mình tìm cái bàn tròn. Mình tìm cái bàn tròn hợp với mình không có. Bây giờ sẵn tiện mình hỏi nó có màu đen, nó không có các bạn, không có màu đen. Và sau đó mình đợi cho khô, chắc phải đợi một ngày. Mình đợi cho khô rồi bắt đầu mình mới mang ra ngoài mình đánh một lớp giấy nhám, đánh mình chùi sơ qua cho nó bóng. Sau đó là mình mới sơn cái lớp sơn gốc của nó lên. Cái sơn này chắc tốt á, thì thấy cái độ kết dính của nó thấy. Cái gì cũng phải cái đam mê Hiệp, cái đam mê của Hiệp là làm vườn, và từ khi làm vườn thì tự nhiên bay sang cái đam mê làm thợ mộc và trang trí nhà cửa. Biết về hồi xưa đi học là trang trí nhà nội thất rồi. Rồi xem nào, màu trắng của nó nè. Màu trắng của nó đó. Hết hối hận rồi. Hối hận cũng không kịp nữa. Giờ sơn rồi.
không có cái sơn lót này á là sơn nó khó bám lắm. Khổ không? Nó, cái giá nó có màu đen thì mình lấy màu đen rồi. Chắc cái màu đen cũng không có mấy người thích đâu. Tại vì chỉ có người như ai mà đang 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 đi săn cái màu đen để cho hợp với cái nội thất trong nhà của mình thôi, chứ còn màu đen chắc cũng ít người thích. Nhưng mà màu đen thì nó thi slate, nó coi như là nó vượt thời gian tính, nó không có lỗi thời. Tốt nhất là sau khi sơn xong mình để cho một ngày nó khô. Nó khô cái sơn lớp lót này đã, bắt đầu mình lấy giấy nhám mình đánh lại một lần. Đánh giấy trà sơ qua thôi, giấy nhám mịn đó. Sau đó là bắt đầu mình để cho nó khô rồi mình phết cho sơn sơn đen lên. À, xin chào các bạn nha. Bây giờ đến cái công đoạn bây giờ sau sau 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ rồi. Sau 5 tiếng đồng hồ thì cái lớp sơn lót nó cũng đã tạm khô rồi. Nhưng mà nó chưa khô hẳn lắm, nó chưa khô 100% lắm, nhưng mà khoảng cái chừng 70%. Thì Hiệp mới bây giờ ngoài trời thì đang ẩm ướt quá, trời đang mưa râm râm mà ngoài trời lạnh nữa. Thành ra khó lắm mà có thể mang ra ngoài trời cho nó khô được. Thành ra giờ mình phải dùng cái máy sấy tóc để mà hỗ trợ nó. Hỗ trợ nó cho nó mau khô. Với lại cái loại sơn lót này á nó cũng mau khô lắm. Nãy giờ Hiệp thấy nó mấy lần rồi, coi như là mình đốt giai đoạn các bạn, coi như là mình đốt giai đoạn á. Thay vì mình cần ánh nắng ra ngoài trời thì ánh nắng không có thì mình phải đốt giai đoạn thôi, đúng không? Thổi như vậy nó còn hiệu nghiệm hơn là phơi ngoài trời nữa. Bây giờ thổi mấy đợt rồi đó. Chắc đủ rồi. Ok, coi như đẹp trai rồi, ok ha, ngon lành ha. Các bạn thấy chưa, sơn đen. Rồi, bây giờ mình phải khuấy đều cái sơn đen này lên, cho nó đều. Bây giờ Hiệp sơn hai bên trước nè, sơn hai bên trước, tại vì cái chỗ này thì đâu có cái cây lăng đâu có lăng được đâu. Bây giờ mình phải sơn kiểu này trước.
Còn cái đợi Hiệp bỏ cái bánh xe bên dưới Hiệp xoay đó, thành ra dễ sơn, phải chạy tới chạy lui, mình ngồi một chỗ thôi. Rồi, bây giờ đến phiên cái phần mình chơi rulo phía trên cái mặt bàn. Thì cái mặt bàn là nó quan trọng. Nó phải có cái độ trơn láng chứ không có sần sùi được. Đã dễ sợ, cũng như cái rulo rất là lợi hại luôn á. Quá chuẩn luôn. Quá tuyệt vời. Chắc phải cái ghế mình ngồi chứ. Nãy giờ lấy cái ghế cứ làm không. Đúng là say quá. Công nhận cái rulo này tuyệt vời dễ sợ. Quá đều luôn. Không còn gì để chê nữa rồi các bạn ơi.
mình đi lại một cái đường rulo này là nó hoàn toàn là perfect luôn. Quá perfect luôn, không còn chê vào đâu được rồi. Tuyệt vời quá. Hài lòng. Thôi được rồi. Thôi. Còn một cước đường rảnh. Làm sao mà đừng có cái đường đi lại một lần nữa, làm sao nó đừng có cái đường, cái đường mà nó ngăn cách á. Em đi từ đây qua đây. Ok rồi. Finish. Quá hài lòng rồi. Xin chào các bạn trở lại với Hiệp Nguyễn Cuộc Sống Na Uy. Thế là sau mấy tiếng đồng hồ hôm qua, Hiệp cũng đã thay được cái màu áo cho cái chiếc bàn tròn coffee table. Hay là mình còn gọi là cái bàn salon. Từ một cái màu mà cái màu nguyên thủy của nó là cái màu gỗ Spice. Và bây giờ mình đã biến nó thành một cái màu đen như Hiệp à, như cái sở thích của Hiệp. Bây giờ mời các bạn xem nhé. Các bạn xem. Bây giờ mới xong có một nước thôi các bạn. Trước nhất là hôm qua các bạn đã xem rằng là Hiệp đã phết cho nó một cái lớp sơn trắng, cái lớp sơn lót, nó giống như là che keo kết dính á. Rồi sau đó Hiệp đợi mấy tiếng hồ sau. Và sau đó thì trời hôm qua trời cũng khá khá là âm u, khá là ẩm ướt, thành ra Hiệp phải dùng cái máy sấy tóc. Hiệp phải thổi hơi nóng cho nó và nó khô. Nó khô sau đó Hiệp phết lên một cái lớp sơn màu đen nữa. Màu đen mà gọi là cái màu đen này xong xuôi thì hôm nay thì thật sự thì nó cũng đã hơi khô khô rồi. Nó khô đến 90% rồi. Không còn giờ tay không còn dính nữa. Thì hôm nay Hiệp cũng sẽ mang nó ra bên ngoài trời. Hôm nay thời tiết khá là tốt. Ngày hôm nay trời nắng, Hiệp sẽ mang ra ngoài và Hiệp sẽ phết cho nó thêm một lớp nữa. Bởi vì cái lớp ban đầu thì nó cũng đã màu đen rồi. Nhưng mà mình nhìn xa thì thấy nó đen nhánh như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình tới gần thì nó cũng vẫn còn một vài chỗ nó chưa có được là như mong muốn lắm. Tại vì mới có một lớp thôi à. Thì Hiệp mong rằng là hôm nay nắng Hiệp sẽ phết cho thêm một lớp nữa. Một lớp nữa các bạn. Một lớp nữa là bắt đầu nó vừa vừa ok luôn á. Là vừa coi như là thường thường mình sơn cái gì là mình phơi vải sơn double lên, sơn lớp thứ hai ấy, thì nó mới thật sự là nó chắc chắn và nó phủ hết toàn bộ những cái tì vết.